Sau nhiều năm nghiên cứu, hoàn thiện, sáng ngày 23 tháng 3 năm 2021, tại hội trường lớn, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc Dân tộc tổ chức buổi lễ ra mắt bài thuốc Quốc Dược Phục Cốt Khang cùng phác đồ điều trị bệnh xương khớp đặc biệt và chính thức đưa vào ứng dụng điều trị rộng rãi tại hệ thống phòng khám thuốc dân tộc trên cả nước. Sự kiện ra mắt bài thuốc và phác đồ điều trị bệnh xương khớp của Trung tâm Thuốc Dân tộc mở ra cho người bệnh xương khớp, nhất là các bệnh nhân nặng, có cơ hội tiếp cận với phương pháp điều trị hiệu quả, an toàn, phục hồi xương khớp và khả năng vận động toàn diện. Buổi lễ có sự tham dự của các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành thuộc thế hệ vàng của y học cổ truyền Việt Nam như thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Hữu Tuấn, nguyên phó giám đốc Trung tâm Công nghệ cao Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Lan, nguyên trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, thầy thuốc ưu tú bác sĩ Lê Thị Phương, nguyên giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, lương y Nguyễn Quang Hưng, tổng giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc Dân tộc, thạc sĩ Trần Thanh Hằng, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bệnh viện Y học cổ truyền Quân dân 102, đại diện đơn vị ứng dụng bài thuốc, ông Nhâm Quang Đoài, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Dược liệu Quốc gia Việt Pham. Phát biểu mở đầu buổi lễ, lương y Nguyễn Quang Hưng, tổng giám đốc Trung tâm Thuốc Dân tộc, chia sẻ về bài thuốc Quốc Dược Phục Cốt Khang và phác đồ điều trị bệnh xương khớp đặc biệt. Thay mặt ban lãnh đạo Trung tâm Thuốc Dân tộc, lương y Nguyễn Quang Hưng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những đóng góp to lớn của đội ngũ các bác sĩ chuyên gia nghiên cứu và hoàn thiện bài thuốc, đồng thời công bố ra mắt và đưa vào ứng dụng rộng rãi bài thuốc Quốc Dược Phục Cốt Khang và điều trị bệnh xương khớp tại hệ thống các phòng khám thuốc dân tộc trên cả nước. Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu và hoàn thiện bài thuốc điều trị bệnh xương khớp Quốc Dược Phục Cốt Khang là thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Hữu Tuấn, nguyên phó giám đốc Trung tâm Công nghệ cao Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Tại buổi lễ, bác sĩ Lê Hữu Tuấn đã có những chia sẻ về quá trình hoàn thiện bài thuốc, công bố thành phần, công dụng bài thuốc cùng phác đồ điều trị bệnh xương khớp đặc biệt và kết quả thử nghiệm trước hội đồng khoa học. Thì cái chế phẩm đưa ra cũng theo một cái hiện nay theo cái guideline của tổ chức thế giới là chữa người bệnh cá thể hóa điều trị, chứ không phải là chữa cái chứng bệnh. Do vậy, cái đặc sắc của cái chế phẩm được giới thiệu ngày hôm nay, Quốc Dược Phục Cốt Khang, là trong 50 vị thuốc có rất nhiều vị thuốc mang tính dân tộc nhưng được chia ra làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là bổ thận, tức là chữa vào can thận. Khi bệnh kéo dài thường bị xương cơ khớp bị cứng lại, gân cơ bị co rút, thì lúc đấy là phải bổ vào can thận trong giai đoạn cấp sưng nóng đỏ đau để cho bệnh nhân dễ chịu, để cho bệnh nhân có thể hoạt động tự phục vụ mình, thì sẽ có cái chế phẩm Quốc Dược tiêu độc tương đương với bên kia là chống đau giảm viêm, nhưng nó không có tác dụng phụ. Một cái điều thuốc tây rất tốt, rất nhanh, nhưng cái hạn chế lớn nhất của dòng nông steroid hoặc steroid là bệnh nhân uống một thời gian là đau bụng, và uống kéo dài 2-3 tháng chắc chắn 100% sẽ bị viêm dạ dày, dẫn đến rét dạ dày. Đấy là cái mà tác dụng phụ lớn nhất của bên dùng phương tây. Chế phẩm thứ ba là nguyên lý của y học cổ truyền, tác nhân bên ngoài là phong hàn thử thấp, thì phải khu tà, tức là phải đưa cái tác nhân gây bệnh ra ngoài thì sẽ có cái hóa huyết. Quốc Dược là cái thuốc quốc Việt Nam ta, của dân tộc 54 anh em chúng ta, của cộng đồng chúng ta, những tinh hoa, những chất lọc của bao đời ông cha chúng ta, bây giờ truyền lại cho thế hệ mà Trung tâm Ứng dụng Thuốc Dân tộc
đã có duyên, được các đồng bào tin tưởng, tin cậy, trao cho bài thuốc, trao cho những dược liệu quý, trao cho một cách thành tâm. Bài thuốc lại được các nhà khoa học ở trung tâm, ở được các chuyên gia đầu ngành về y học dân tộc góp ý, cho ý kiến về mặt khoa học, được nghiên cứu một cách bài bản theo phương pháp y sinh học, nghiên cứu mở và nghiên cứu có đối chứng, là một nghiên cứu tin cậy. Nhưng quan trọng hơn là đã được đưa ra cộng đồng, mà được cộng đồng chấp nhận, được cộng đồng tin cậy. Đấy là một cái kết quả thành công. Thay mặt Hội đồng Khoa học Giám sát chuyên môn đề tài nghiên cứu và hoàn thiện bài thuốc Quốc dược Phục Cốt Khang, Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh đánh giá cao tâm huyết, nỗ lực của đội ngũ các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Thuốc Dân Tộc. Tiến sĩ Vân Anh nhấn mạnh, bài thuốc Quốc dược Phục Cốt Khang được hoàn thiện sau quá trình nghiên cứu bài bản, nghiêm túc, đúng quy trình, với tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ các bác sĩ y học cổ truyền đầu ngành. Hiệu quả điều trị bệnh xương khớp của bài thuốc Quốc dược Phục Cốt Khang là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực sưu tầm, nghiên cứu và ứng dụng tinh hoa y học dân tộc vào điều trị, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tôi đánh giá rất cao cái sự nỗ lực cũng như là đóng góp của đội ngũ các thầy thuốc của Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc Dân tộc đã trong một cái quá trình hoàn thiện cái bài thuốc Quốc dược Phục Cốt Khang. Đây là một cái bài thuốc mà đã được kế thừa cũng như là phát huy một cái bài thuốc chữa đau xương khớp của dân tộc, của những người dân tộc, và đặc biệt nữa là của từ những các cái bài thuốc cổ phương của cha ông ta để lại. Bài thuốc này đã được hoàn thiện một cách bài bản cũng như là nghiêm túc và đúng quy trình bằng một cái tinh thần và trách nhiệm của đội ngũ các bác sĩ đầu ngành của Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc Dân tộc. Vâng, về cái bài thuốc Quốc dược Phục Cốt Khang, đây cũng là một trong những cái bài thuốc mà có cái công thức điều trị các cái bệnh lý xương khớp hàng đầu và duy nhất hiện nay. Đó là cái sự kết hợp một cách nhuần nhuyễn giữa các cái biện chứng luận trị của cha ông ta xưa kia, và cái bài thuốc này cũng đã đánh được vào những các cái nguyên nhân, cơ chế và đặc biệt là vào những cái gốc rễ của các cái bệnh lý. Trong đó thì chúng ta thấy được là nó có vừa có trong cái bài thuốc này thì vừa có là qua cái nghiên cứu thì cũng cho thấy rằng cái bài thuốc này nó đã có những cái cơ sở dược lý, như là trong đó như là có vừa kết hợp những các cái vị thuốc nó có các cái hoạt chất để nó có tác dụng chống viêm này, chính là những cái vị thuốc hoạt huyết, những cái vị thuốc khu phong, thanh nhiệt giải độc, và kết hợp với nữa là những cái các cái vị thuốc mà nó có tác dụng bổ can thận. Hay qua các cái công trình nghiên cứu thì đã cho thấy rằng nó có cung cấp một lượng lớn các vitamin này, các cái khoáng chất, và đặc biệt nữa là nó sẽ giúp cho phục hồi các cái sụn khớp, bảo vệ các cái tế bào sụn khớp trong những các cái bệnh lý về xương khớp, như là các cái glucosamine này, rồi là những cái collagen, các cái chondroitin, và cũng những cái hoạt chất kháng viêm và kháng đau tự nhiên nữa. Như vậy chúng ta thấy là đối với bài thuốc này cũng đã được kiểm chứng qua những từng các cái vị thuốc và đã cho thấy được nó có những các cái hoạt chất có tác dụng rất tốt trong việc điều trị các cái bệnh lý về xương khớp. Bài thuốc Quốc dược Phục Cốt Khang sau khi hoàn thiện đã được ứng dụng điều trị thử nghiệm tại Trung tâm Thuốc Dân tộc, hệ thống Bệnh viện Y học Cổ truyền Quân dân 102, cho hiệu quả tốt với các bệnh lý xương khớp, đặc biệt là các bệnh nhân xương khớp nặng, mãn tính lâu năm. Kết quả của đề tài nghiên cứu và ứng dụng bài thuốc Quốc dược Phục Cốt Khang được thầy thuốc ưu tú bác sĩ Lê Hữu Tuấn trao lại cho lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc Dân tộc. Với kết quả này, Trung tâm Thuốc Dân tộc sẽ chính thức đưa bài thuốc và phác đồ điều trị bệnh xương khớp đặc biệt vào điều trị rộng rãi tại hệ thống phòng khám Thuốc Dân tộc, cũng trong khuôn khổ buổi lễ ra mắt bài thuốc và phác đồ điều trị bệnh xương khớp Thuốc Dân tộc. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Lan, nguyên trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương, giám đốc chuyên môn Trung tâm Thuốc Dân tộc, phó chủ nhiệm đề tài nghiên cứu, thầy thuốc ưu tú bác sĩ Lê Thị Phương, nguyên giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương, giám đốc chuyên môn Công ty Cổ phần Bệnh viện Quân dân 102, đã có những nhận định, đánh giá về hiệu quả, công thức thành phần, bài thuốc Quốc dược Phục Cốt Khang và công tác điều trị bệnh xương khớp bằng y học cổ truyền tại Trung tâm Thuốc Dân tộc. Sau khi ra mắt, bài thuốc Quốc dược Phục Cốt Khang và phác đồ đặc biệt sẽ chính thức được đưa vào ứng dụng điều trị các bệnh lý xương khớp tại hệ thống phòng khám Thuốc Dân tộc trên cả nước.
Khi thăm khám, điều trị bệnh xương khớp tại trung tâm, người bệnh sẽ được bác sĩ đầu ngành trực tiếp thăm khám, kê đơn thuốc và đồng hành cho tới khi khỏi bệnh. Bài thuốc sẽ được kê đơn dựa trên thể bệnh, mức độ nặng, nhẹ và thể trạng của mỗi bệnh nhân. Các nhóm thuốc giải độc, bổ thận được kết hợp với các nhóm thuốc đặc trị chuyên biệt. Sự kiện ra mắt và đưa vào ứng dụng bài thuốc Quốc Dược Phục Cốt Khang mở ra cho các bệnh nhân xương khớp thoát vị đĩa đệm, viêm khớp, vôi gai cột sống, thoái hóa xương khớp, đau thần kinh tọa, bệnh gút có cơ hội khỏi bệnh, phục hồi xương khớp và phục hồi vận động. Để được thăm khám và áp dụng điều trị bệnh xương khớp hiệu quả bằng bài thuốc Quốc Dược Phục Cốt Khang và phác đồ điều trị đặc biệt, quý bệnh nhân vui lòng liên hệ với Trung tâm Thuốc Dân Tộc tại địa chỉ tại Hà Nội, biệt thự B31, ngõ 70 Nguyễn Thị Định, số điện thoại 029-7109-7799, 0979-509-155. Tại Hồ Chí Minh, số 145 Hoa Lan, phường 2, quận Phú Nhuận, số điện thoại 028-7109-6699, 0961-825-886. Đội ngũ bác sĩ y học cổ truyền luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ điều trị tận tình vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ Nhật.